Dạ Vũ Giang xin chào tất cả các bạn đã trở lại clip mới của Vũ. Hôm nay Vũ quay về một chiếc Honda Rim 125 Thái Lan đời 2012. Xe tình trạng sạch đẹp không lỗi. Chạy giọt bốc im bốc không kêu hú. Giá rẻ hơn khuyến mãi 25.500. À, tình trạng này máy có làm máy nha các bạn. Tình trạng máy có làm máy. Êm bóc giọt phao phao. Áo có sơn, nói chung là xe dọn đó, bán giá xe dọn. Hơi chá nắng ha. Đây định hình lại đây. Rồi ok. Vậy đi các bạn ơi, 6615323 ha. Đó nhãn hiệu Honda. À, lắp giò Đồng Tháp ha, định niên nè, định niên lắp giò Đồng Tháp, giấy Honda, số máy gì số loại rồi, số loại là 125T nè. Hay chá ha. Rồi để cho máy nổ hoạt động nữa các bạn ơi, nó chạy thì nó inbox. Tem này tem của 2019 nha các bạn. Đưa lại gần cho các bạn test chiếc máy ha, cho các bạn nghe tham khảo ha, anh em nào có thấy được thì kết thì alo ha. Đây là giấy xe này là xe kho cam giờ nha các bạn, giấy này là giấy xe tay ga 125 á. Đây 125T ha. Tại vì cái dòng Rim 225 này á, nó không có có nhập về Việt Nam ha, cũng tức là không có hải quan chính ngạch, chỉ có phương pháp là thanh lý thôi. Còn cái xe này là vô giấy nên giá nó là rẻ rồi đó, nó vậy thôi là 25.500. Bịch bô cho các bạn nghe test tiếng máy ha, đó bịch bô đó, bịch rồi đó nha, bịch cái bô xong rồi đó, em diệm đó, muốn tắt hả, muốn tắt không cho mày tắt luôn. cái dòng xe này thì máy nó em diệm các bạn ơi, đi tem mới nha. Tem 125 mới đời 2019 đó. Quay báo cáo chính xác rõ với các bạn là máy có làm nha. Máy làm inbox không siêu hú. Đó có làm có ép keo ha, gòn ép keo. Bình xăng con cũng còn zin theo xe ha. Đồ đạc còn nguyên nguyên bản. Thì hổm có mấy anh em ở thành phố á, kêu mình kiếm cái thể loại mà Rim 125 này vào thành phố để chở đồ này kia nọ ha, nay có chiếc này cũng có vô giấy này kia cũng đại khái hay cũng hợp lại xương xương đi ha. Giá ba game 25.500 đó, giờ cho mình chở đồ này kia nọ là ngon lành luôn, máy mạnh dữ dằn luôn, chạy phao phao. Dành sao cũng còn xi âm gu xì nữa ha. Dành thái sao còn ha. Mới cứ làm. Đại khái như là bán cái xe dọn đó các bạn ơi. Nhưng mà Rim 125 của Tha của Campuchia thì nó đâu có rẻ ha. Như là 25.500. Còn mấy chỗ khác thì xe lý sẽ là trăm mấy chục triệu lần. Trăm mấy xịn là mình quay hoài đó, mình quay hôm giờ có mấy chiếc đó là 140 triệu với chiếc 120 triệu đó. Nóng lạnh luôn. Còn như xe cam thì giá vậy nè. Ở bên trong nội thất cũng còn sạch đẹp á, không có bị sét phần nào.
Cái dòng này ta làm cái sườn rất là chắc chắn các bạn, cái sườn rất là to hay mà nó bè cả hai bên rất là lớn ha. Mà cái áo nó làm ốp sát vô nhìn đẹp gọn, mà cái sườn bề ngang nhìn to ha, sườn rất là lực lưỡng ha. Ở cái phần này nè, cái phần sườn ở bên trước nè, bề ngang rất là bè ha, bề ngang bè nhìn nó lực lưỡng xe ha. Kim 125. Rồi dành trước có cam mới, dành trước dành alpha các bạn ơi. Ha, dành sau vẫn còn dành riêng nè, dành trước alpha à, ha. Cái này để cái bộ vô ha, dẫn cái ba ga vô rồi chở đồ hột hột. Bugin luôn nè các bạn ha. Tại xe chưa rửa. Bụi không? Mắc mưa rồi sáng. Mấy cái xe này dàn chân cũng sạch lắm nha các bạn. Xe này dàn chân sạch. Yên này cũng yên gin luôn ha, yên gin luôn, nãy mình thấy đắt nó 12 đó. Yên gin theo xe nè, đắt 12 nè các bạn ha. Ủa, 02 ha. Ok, yên gin. Rồi, thì đại khái là cái xe dọn thì chỉ vậy thôi các bạn ơi, cái đầu đèn này đẹp ha, cái đầu đèn còn theo xe đẹp ha. Cái đời cũ nên cái đầu đèn vậy ha, còn cái đời mới là cái đèn nó dài hơn chút nữa. Đời cao đi giờ đèn dài hơn chút nữa ha. Đồng hồ nó thiết kế cũng đẹp các bạn. Đồng hồ thiết kế cũng đẹp luôn. Nên là ná với chiếc YS 125 ha, chứ Full Trời 2 rồi á, là ná nhau. Thử đèn nhanh nào coi. Ok. Nhanh trái nha các bạn. Nhanh phải luôn. Nhanh phải. Rồi đèn càng nhanh đầy gì đầy đủ. Máy thì bóp. Rồi thì ok, tắt máy đi, kết thúc clip luôn. Xe thì chưa rửa, ngoại hình sạch sẽ. Xe này anh em ở thành phố gì đó muốn chở đồ cho đạt cái đó ha, thì này là châu bò nhất nè ha. Rồi mới mốt anh em nào có xe gì muốn bán cứ liên hệ Vũ nha các bạn. Rồi, anh em muốn mua xe gì cũng liên hệ được luôn ha. Rồi ok, rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip mới ha.